Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 24 tháng 10, do ảnh hưởng của bão Trà My, thời tiết tại khu vực Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng. Cụ thể, sau 24 giờ di chuyển, sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, khoảng 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, sau đó khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 9, từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ngoài ra, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.